À, mọi người vừa có lục ra được một con Echo V3002 máy đẹp này, vệ sinh làm kiểu rít. Máy con này còn khá cứng á mọi người, máy còn cứng lắm á. Vệ sinh ra con này đẹp lắm. Âu V3002 này công suất nó 34 cc nha mọi người, sản xuất năm 2003, 34 cc nha. Máy này nòng 37 38 ly sao, 38 ly sao. Máy này cắt khá là ngon, các gia đình khá là ngon. Có xả áp nha mọi người, có xả áp. Xích còn dày, làm zin. Kéo hơi thử nha mọi người, mặt in Japan. Kéo hơi thử nha. Hàng này hàng bãi chưa dọn nha. Hơi quá năng. Máy đủ đô mọi người. Này về dọn là nổ thôi coi đâu, mấy con này. Bộ tùng đầy ra. Wow, lọc máy khá là đẹp luôn. Chế đầy đủ ha. Nha, máy còn rất là đẹp. Máy cứng cáp lắm. Rồi, con này 1,7 triệu nha mọi người. Hơi rất là ok. À, về con nói chung con này về khả năng cao là về độ xăng thay lọc xăng là nổ thôi nha. Mấy con này là đa số là vậy, 34 cc. Rồi, 1,7 triệu nha mọi người. Ai mua thì chốt chuyển khoản vào số tài khoản và mô tả giúp em. Mấy các gia đình khá là cứng cáp. Có xả áp nha, mình muốn giật nhẹ là nhấn nút xả áp. Khi nào mà nó nổ nó tự nhảy ra. Coi e có tự động rồi. Không, con này e không tự động. Rồi, này khéo đổ xăng là nổ. Chào mọi người nhé, 1,7 triệu nha mọi người.